lần này lại lên hớt và lại bọc cái răng thứ hai sau thời gian cách ly. À dạ đấy chứ. Đây giới thiệu, đây là anh ca sĩ thân quen của mình nhé. Rất nhanh và rất dễ thương. Địa chỉ là 304 Đội Cấn. Nếu ai có nhu cầu thì đến chỗ anh ấy nhé, bởi anh làm nhanh lắm. Và phải bàn. Bây giờ đến lúc mình chuẩn bị lên hớt rồi. Nên là mọi người thôi cứ xem một lát đã xem mình lên hớt thì bao lâu thì xong nhá. Ở đây phòng của ca sĩ này lâu rồi. Đấy, cô gái các anh ấy nào cũng yêu cầu giữ gìn khoảng cách 5K. Ví dụ khách nào đến chưa đến hẹn thì phải đứng ở ngoài thì mặc áo cửa quét. Như mọi người xem video thì cũng thấy bác sĩ đang ướm thử cái vỏ bọc cái răng mà của mình ấy vào trong miệng và phải mài mòn này để xem để cho nó vừa. Lần này thì cái răng đã vừa rồi, nhưng không may lúc kéo cái vỏ bọc ra thì do nó hơi khít quá thì kéo mạnh ra thì lại vỡ mất. Tại sao phải kéo ra? Bởi kéo ra để còn bôi một cái lớp keo cú giữa cái lớp vỏ bọc với cả cái răng thật của mình nữa, để cho nó chắc vào như là khi mình bọc vào như là một cái răng của mình ấy. Nhưng mà lần này nó lại vỡ mất rồi. Và bây giờ mình lại sẽ phải quay lại một lần nữa, bởi vỡ rồi thì bác sĩ sẽ phải yêu cầu cái nơi đúc cái vỏ bọc đấy làm lại từ đầu. Và đây là lần thứ hai rồi hỏng. Mình hy vọng lần tới sẽ không hỏng nữa. Sau hai lần bọc răng đều thất bại thế này, mình sợ, thật sự là sợ đấy. Vì vừa mất thời gian, mất tiền là một chuyện, mà răng lợi nó chỉ cần nó có làm sao một tí là ăn uống thấy nó chấp chới ngay. Vì vậy sau cái vụ bọc răng này thì mình cũng thấy mình phải thay đổi cái cách gọi là nhai ấy, không nên ăn đồ cứng nhiều để đỡ làm hại cái răng, men răng của mình. Để đến lúc còn già còn có răng ăn cơm, không thì ăn cháo thì chán lắm mọi người nhỉ. Được đấy chứ, mình vẫn hơi bị căng. Căng. Để đi sửa lớp kéo ra để máy thì sẽ hơi khó.
cháu ăn bác sĩ nhé. Có cháu ổn rồi chưa? Anh ấy dặn là cứ phải một tuần. Vâng. Xong rồi có cái gì ra thì cũng báo cháu ra. Vâng. Vâng. Khi nào có thì lại hôm em nhé. Vâng. Không thì buổi sáng đi cho em thời gian để em tranh thủ được. Ok. Vâng. Vâng, anh tiếp tục chứ. À, lại tiếp tục. Vâng, không đấy. Vâng. Vậy đánh tiếp à? Vâng. Hẹn. Đánh tiếp bây giờ thì thôi. Xin lỗi em. Không có gì. Anh không có kênh gì em có. Đi, đi tìm đi. Kênh của em là kênh gì? Đây, tên này, để em đánh cho. Anh đưa YouTube của anh đây, em sẽ tự động em tìm nó. Không có gì ngoài chủ nhân tự đi tìm. Đó. Đang được kênh em đi về lắm. Hôm nào cũng ăn chơi thoải mái. Đấy. Mình mãi không xong. Đây, kênh em này, đăng ký. Ok. Anh cứ dùng cái chuông vào cho nó chắc. Còn đó thì là dặn thì anh xem em. Ok. Thế nhá, thank you sir. Em cho anh nghe chú biết nhiều thế là thứ ba này cậu. Nhiều thì tốt chứ sao, toàn nổi tiếng trên kênh thế nào. Đấy, em toàn đi quay review của mọi người thôi, có gì đâu. Ai chạy được tốt thì em nói tốt, chạy đâu. Nhưng mà hôm xưa em cho lên chưa? À chua ấy, phải từ từ đã. À, phải, phải, phải xong thế này nhá, xong bắt đầu ý là một video em sẽ phải cắt rồi còn phải ghép ghép với nhau cho đủ một nội dung thôi chứ mình không ăn quá nó thành nhàm chán thì chỉ phải theo nội dung. Anh cứ bình tĩnh, anh bình tĩnh như nào đó thì em sẽ tự động gửi cho anh link đàng hoàng. Bây giờ thì em quay lớp, hôm nay là buổi thứ ba đấy, em hy vọng nó không quá tăng các bạn nhá. Bây giờ chuẩn bị lên lớp đây, lát nữa hy vọng là có review sản phẩm và nghe cái răng đẹp ra để khoe với mọi người. Hello mọi người, hôm nay thế là xong rồi đấy. Răng lợi hôm nay là đã tốt rồi, đảm bảo nhai được xương gà trở lại. Cái này em phải kiên đồ sớm đúng không? Từ sau khi em bọc cái thứ nhất là em về nhà rồi em chừa cái tội nhai xương đấy anh ạ. Kể cả xương sụn không dám nhai rồi. Nói chung là bây giờ có tuổi rồi các bạn ạ, nên phải bảo vệ hàm răng của mình. Đừng có cậy mình trẻ hay là men răng tốt nhá, mà nhai bừa bãi. Chứ mỗi lần mà đi nhai xí là đau khổ lắm. Mà đi là phải cân nhắc xem nhai xí nào tốt đúng không? Đây thì có gì thì mọi người liên hệ với phòng Hà Nội phòng khám Khánh Sơn. Lát nữa mình sẽ chụp ảnh lại này và để gần nội dung. Nếu mà ai có nhu cầu thì đến nhá. Anh ấy nói chung là giá cả hợp lý lắm. Anh nhảy phải làm có trách nhiệm chứ không? Ba lần, đây lần thứ ba mới xong cái răng của em đấy. Có là phải làm đến ba lần cái răng mới hỏng là phải làm lại cho đến khi được thì thôi. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn mọi người video tiếp theo nhá. Bye bye.